Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày mùng 5 Tây của tháng 8 của năm 2019 và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Đó là hệ thống qua đài truyền hình của ViettV, ViettV 55.5 tại Houston và Dallas và ViettV trong DirecTV và ViettV Online và ViettV qua Facebook. Và ngoài TV thì chương trình Luật Di trú và Nhập tịch cũng gửi quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Đó là 1560 AM tại Houston. Cho dù là radio hoặc là TV, tất cả những câu hỏi và cái thắc mắc liên quan về mặt luật di trú thì Tuấn mời quý vị gọi vào cho chương trình. Đó là số điện thoại toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, trong suốt cả mấy ngày hôm nay thì Tuấn coi lại những cái bản tin, rồi xem những cái bản tin nào mà có thể liên quan tới cộng đồng của chúng ta để gửi tới cho quý vị. Thì đa số Tuấn thấy nguyên cả mấy tuần vừa qua thì tất cả cái bản tin nó lại liên quan tới cái vấn đề policy, là cái chính sách của ban điều hành của Tổng thống Donald Trump và chính sách của Bộ Nội an thay đổi để đối phó với con số người vào đây bất hợp pháp tại Nam biên giới Hoa Kỳ với Mỹ Tây Cơ. Thì cái sự thay đổi này nó không phải là sự thay đổi tại biên giới không đâu, mà nó sự là thêm một cái sự thay đổi là cái vấn đề thay đổi trên tòa di trú. Cho nên mình có thể mình nói là trên tòa di trú bây giờ nếu người ta vào đây người ta xin tị nạn chính trị thì nó rất là khó, tại vì xin tị nạn chính trị căn cứ vào cái thay đổi mới nhất thì người ta phải đi qua cái nước thứ ba. Và nếu người ta qua nước thứ ba, người ta không xin thì người ta mất cái cơ hội. Và cho dù người ta xin bị từ chối, người ta qua tới đây, thì khi người ta qua tới đây, những cái gì căn cứ và trước đây người ta xin tị nạn chính trị thì cũng bị cái cửa nó đóng luôn. Tuấn cho cái thí dụ đi, nếu mà cái xin tị nạn chính trị căn cứ vào cái vấn đề violence, là cái sự bạo lực mà nó xảy ra trong quốc gia của người ta, đặc biệt El Salvador và Honduras, thì cái đó nó không còn nữa, tại vì Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói là cái đó nó không phải là cái lý cớ để xin cái tị nạn chính trị. Và cái vấn đề bạo lực trong gia đình bây giờ mới đây cũng không phải là cái lý do để xin tị nạn chính trị nữa. Cho nên nói tóm tắt lại, cái chính sách mà thay đổi không phải chặn người ta vào nước Hoa Kỳ hay không, mà nếu người ta vào rồi người ta muốn xin tị nạn chính trị thì cái cơ hội nó rất là thấp. Rất là thấp thì mình có thể nói chưa tới 5% luôn. Cho nên đây là một cái sự thay đổi rất là lớn cho những cái người ở Trung Mỹ, nhất là đặc biệt cho El Salvador và Honduras, là một số người đang vào đây để xin tị nạn chính trị. Còn lại thì Tuấn coi lại những cái bản tin thì có một số bản tin liên quan sơ qua cộng đồng của chúng ta, giống như cái chương trình EB5 thôi. Thì cái chương trình EB5 từ lâu rồi mình cũng biết là sẽ có cái sự thay đổi về cái số vốn để đầu tư để có thể đi định cư theo cái chương trình EB5. Thì đây là cái quy định nó đã thay đổi và sẽ áp dụng vào ngày 21 tháng 11 của năm 2019. Và đây là một cái thay đổi lớn nhất cho cái chương trình EB5 từ năm 1993. Cho nên cái thay đổi nó nằm hai mặt. Mặt đầu tiên là cái số vốn đầu tư, và cái mặt thứ nhì là cái quyết định là như thế nào là cái khu vực gọi là thất nghiệp cao. Tại vì nếu mà đầu tư vào cái khu mà thất nghiệp cao thì cái số vốn nó thấp hơn là cái chương trình bình thường. Cho nên trở lại với EB5, đây là một cái phương cách người ta đầu tư để người ta tự lấy thẻ xanh. Thì khi đầu tư người ta có thể trực tiếp làm ăn, nghĩa là ta có thể mở cái cơ sở. Thì cái cơ sở đó có thể là khu trong thành phố, hoặc là khu ngoại ô, hoặc là khu thất nghiệp cao. Nếu mà trong thành phố hoặc bất cứ ở đâu, bất cứ làm gì thì người ta bắt buộc phải mướn 10 người full time. Và cái số vốn hiện tại bây giờ nó là 1 triệu. Nhưng mà cái 1 triệu đó sẽ được giảm nếu mà cái khu đó là khu thất nghiệp cao hoặc là ngoại ô thì nó khoảng 500.000. Nhưng mà với cái quy định mới thì cái số vốn đầu tư nó sẽ lên 1.8 triệu.
chứ không phải 1 triệu nữa. Còn cái khu vực nào mà thất nghiệp cao hoặc là ngoại ô thì cái số vốn đó là 900.000. Đó, thì cái đó là trực tiếp làm đầu tư. Còn nếu người ta không có trực tiếp đầu tư, người ta đi qua cái trung tâm đầu tư thì cái số vốn nó chỉ là 900.000 bắt đầu ngày 21 đây của tháng 11, hiện tại bây giờ là 500.000. Nhưng mà mình nói cái vấn đề đi qua cái trung tâm đầu tư, có một cái chi tiết nữa là cái legislation, là cái đạo luật cho cái khúc đoạn luật liên quan về cái vấn đề đầu tư qua cái trung tâm, nó sẽ hết hạn vào ngày 30 tây tháng 9. Thì mình hy vọng giống như mấy năm trước thì nó sẽ tiếp tục gia hạn thôi. Nhưng mà với cái sự thay đổi này, và nếu mà được gia hạn thì cái số vốn nó là từ 500.000 lên cho tới 900.000 cho cái chỗ qua cái trung tâm hoặc là khu thất nghiệp cao hoặc là khu ngoại ô. Còn trước đây là tiểu bang, sở lao động của tiểu bang quyết định là cái khu nào là thất nghiệp cao. Thì nó lại liên quan tới về vấn đề chính trị nữa. Cho nên cái thay đổi thứ nhì cho cái chương trình EB5 là chỉ có Bộ Nội an, cơ quan sở hữu trú quyết định là cái chỗ nào là thất nghiệp cao thôi, chứ không còn là của tiểu bang nữa. Tại tiểu bang hiện tại bây giờ nó lại đưa tới cái vấn đề gerrymandering hoặc là vấn đề chính trị nữa, thì người ta muốn tránh cái vấn đề đó. Dĩ nhiên cái con số mà vốn đầu tư thì mỗi 5 năm thì sở hữu trú sẽ thay đổi, sẽ tăng cường lên căn cứ vào cái vấn đề gọi là inflation hoặc là cái vấn đề gọi là lạm phát cho cái vấn đề kinh tế. Thì đó là cái tin tức mà nó ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta, cho dù cộng đồng của chúng ta rất là ít người đi vào cái chương trình B5. Nhưng mà ngược lại, nó là một cái chương trình rất là nóng bỏng trong cái vấn đề thị trường ở bên Việt Nam bây giờ. Và bây giờ cho Tuấn đưa thêm một số chi tiết để chia sẻ với quý vị trước khi bắt đầu điện thoại. Thì nhiều khi trong cái vấn đề tin tức thì Tuấn gửi tới quý vị, nhưng mà nhiều khi trong cái vấn đề mà kinh nghiệm của Tuấn mà Tuấn thấy hàng ngày khi Tuấn tham khảo với thân chủ hoặc là nói chuyện với quý vị, hoặc là thấy ở những cái chỗ giống như sở di trú hoặc là tòa di trú, và qua những cái email thì Tuấn thấy rất là nhiều cái chi tiết mà Tuấn thường thường Tuấn gửi cho quý vị những cái gì mà Tuấn gọi là trending thôi, là đang theo cái thời điểm mà mình thấy nó xảy ra. Đó, thì trong cái thời điểm mình đang thấy xảy ra trong vòng 2 tuần liên tiếp là cái vấn đề những người xin điều chỉnh từ du lịch qua du học hoặc là xin gia hạn cái thời hạn mình ở đây du lịch. Đó. Cho nên khi người ta qua đi, đây mình nói mấy em, khi mấy em qua đây du lịch rồi sau đó mấy em muốn xin vào trường để chuyển cái tình trạng di trú mình từ B1, B2 qua F1. Đó. Và khi người ta đi qua đây du lịch, người ta muốn ở thêm, thì người ta có thể sử dụng cái mẫu đơn I-539 để gia hạn cái thời hạn của người ta. Và đồng thời cũng có thể thay đổi cái tình trạng thị thực của người ta từ du lịch qua du học. Thì mình bắt đầu, mình thấy sở di trú làm những cái gì người ta đã nói năm ngoái vừa rồi. Nghĩa là khi từ chối, người ta chỉ cho mình 30 ngày rời khỏi nước Mỹ thôi. Nếu mà sau 30 ngày vẫn còn ở đây, thì người ta sẽ tiến hành cái thủ tục trục xuất. Đó. Cho nên mình đã bắt đầu thấy rồi, đặc biệt là cho cái những người điều chỉnh xin chuyển qua từ du lịch qua du học. Nếu mà đã bị từ chối thì phải về quốc gia của người ta. Vẫn còn ở đây thì bắt đầu đưa người ta thẳng vào thủ tục trục xuất luôn. Trước đây mình không thấy nhiều. Trước đây mình chỉ thấy khoảng một năm vài lần thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình thấy liên tiếp rồi trong mấy tuần vừa qua. Cho nên đây mình gửi cái ý trực tiếp cho quý vị, đặc biệt cho quý vị đang theo dõi chương trình ở bên Việt Nam, là nếu mà quý vị có cái ý định qua đây du học thì làm ơn xin cái visa du học trực tiếp ở Việt Nam. Còn nếu mà quý vị có cái ý định đi qua đây du lịch thì xin cái visa du lịch. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng đi qua đây du lịch rồi chuyển qua du học thì coi chừng cái vấn đề mà Tuấn mới nói. Tại vì làm như vậy nó rất là phức tạp. Nếu mà sở di trú đưa mình vào tòa di trú, lúc đó mình muốn về cũng được. Nếu về thì nó lại ra cái lệnh trục xuất vắng mặt rồi. Nó rất là hại. Và bây giờ cho Tuấn xin mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Trước khi trả lời điện thoại cho quý vị, muốn nhắc nhở quý vị rằng
đây là một cái chương trình để cập nhật, để gửi tới những cái thông tin liên quan tới cái mặt luật di trú và nhập tịch cho quý vị. Chứ nó không phải là một cái chương trình để thay thế được cái sự cố vấn của quý vị với trực tiếp luật sư quý vị. Cho nên lúc nào Tuấn cũng khuyến khích quý vị nên tham khảo luật sư quý vị hơn. Cái thứ nhì, khi gọi vào làm ơn nói chuyện qua điện thoại. Nếu mà Tuấn không còn câu hỏi gì nữa thì quý vị có thể cúp điện thoại. Mà khi quý vị gọi vào rồi làm ơn vặn nhỏ cái volume của cái TV hoặc là cái radio mà nói chuyện trực tiếp qua điện thoại. Nhớ nếu mình không nghe kịp cái câu trả lời thì cái chương trình này được chiếu lại trên Việt TV 55.5 hoặc là được upload trong cái YouTube của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn hoặc là upload online của Việt TV. Và bây giờ trên đường dây đầu tiên cho Tuấn xin mời chú Yu. Chú Yu ở tiểu bang California. Xin mời chú Yu vặn nhỏ cái TV hoặc là vặn nhỏ cái radio và mời chú Yu đặt trực tiếp cái câu hỏi và cái thắc mắc của chú Yu. Xin mời chú Yu lên tiếng đi chú Yu. Tôi là Du, tôi có làm cái giấy bảo lãnh của cho con gia đình con trai tôi là tháng 18 tháng 8 năm 2008 và được sự chấp thuận là 13 tháng 4 năm 2010. Thành thử tôi có ba câu hỏi như sau nhờ luật sư vậy giùm. Thứ nhất á, là hồ sơ như vậy là khoảng chừng nào có thể có giấy tờ gọi đáo hạn. Cái thứ hai. Ok, chú Yu, chú làm ơn vặn nhỏ cái TV hoặc là tắt TV đi chú và nói chuyện qua điện thoại chú. Câu hỏi thứ hai là tôi có đứa cháu nội cùng tôi là sinh tháng 3, năm Tây tháng 3, 1999. Nhờ hỏi luật sư như vậy là cháu có thể được đi cùng chung với cha mẹ nó hay không? Dạ vâng. Và thưa chú còn câu hỏi gì khác nữa không? Dạ còn một câu nữa là nếu mà sau khi có giấy tờ hồ sơ được đáo hạn như vậy thì bây giờ có thể chuẩn bị những giấy tờ gì nhờ luật sư giúp đỡ giùm. Dạ vâng, cảm ơn chú cho tôi xác nhận lại cái vấn đề chi tiết nha. Đây là hồ sơ cha mẹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình ha. Ngày ưu tiên là tháng 8 của năm 2008 và chấp thuận là tháng 5 của năm 2000 phải không ạ? Năm 2010. Dạ, tháng 4 năm 2010. Và ngày ưu tiên là tháng 8 của năm 2008, phải không ạ? Dạ, dạ phải. Dạ, vâng. 2018. Vâng. 2018. 18, 18. Ok, 18 tây tháng 8 của năm 2008 là chú nộp hồ sơ cho con đã lập gia đình, phải không? Dạ, xin nói lại là làm hồ sơ tháng 8, 2008. Dạ, đến năm tháng 4, 2010 thì được chấp thuận. Dạ, vâng. Ok, và đứa cháu, dạ. Cháu nội hay cháu ngoại là tháng 5, năm 99. Cảm ơn chú rất là tháng nhiều. Năm Tây tháng 3, 1999. Ok, cảm ơn chú. Chú có thể cúp điện thoại cho tôi ha. Cảm ơn chú rất là nhiều. Ok, cho Tuấn nhắc nhở lại nha. Nếu mà gọi vào rồi làm ơn vặn nhỏ cái TV xuống nha và nói chuyện bình thường qua điện thoại. Thưa chú, đầu tiên, cái hồ sơ này thì cái trung tâm visa đang kêu chuẩn bị những cái hồ sơ trước tháng 12 của năm 2007, trước tháng 12 năm 2007. Hồ sơ của chú là tháng 8 của năm 2008, cho nên vẫn phải chờ một thời gian khá lâu để chuẩn bị hồ sơ chú. Rồi người ta đang phỏng vấn tháng 6 của năm 2007, hồ sơ của chú là tháng 8 của năm 2008. Tôi có thể nói là cái hồ sơ này còn từ 2 cho tới 3 năm nữa với có thể phỏng vấn nha chú, từ 2 cho tới 3 năm nữa với phỏng vấn. Chú hỏi về cái vấn đề luật bảo vệ trẻ em, tại cháu nội hoặc cháu ngoại của chú là năm nay là mới 20 tuổi rồi, tháng 3 năm sau là 21 tuổi rồi. Đó. Thì trong cái hồ sơ này đó, thì cái cách tính theo cái luật bảo vệ trẻ em CISPA đó là cộng và trừ. Cộng cái thời gian đợi chờ sở di trú duyệt, nghĩa là từ tháng 8 năm 2008 cho tới tháng 4 năm 2010. Thì cái đó là cái thời gian 1 năm 8 tháng, được cộng 1 năm 8 tháng. 1 năm 8 tháng tới cái tuổi 21 là cho tới cháu nó được đi ăn theo cho tới 21 cộng 1 năm 8 tháng là 22 tuổi 8 tháng chú.
22 tuổi 8 tháng mà cháu nó mới 20 tuổi năm nay thì cái hồ sơ này còn 2 cho tới 3 năm thì mình chưa biết được cháu nó được ăn theo hay không. Mình chưa biết được. Mình có thể nói là nó rất là close, gần cái vấn đề mà cháu được hay không được ăn theo. Hồ sơ này, cái quan trọng nhất là chú phải tiếp tục theo dõi để coi khi nào cái visa nó có thể cho chuẩn bị là cái phần B của cái visa bulletin và khi nào nó đáo hạn để tính cái tuổi C-SPA cho cháu. Nếu mình phải đoán thì bây giờ nó khoảng 50-50 cháu được hay là không được ăn theo ba má cháu. Hồ sơ này mình vẫn phải tiếp tục theo dõi chú. Hồ sơ này còn từ 2 cho tới 3 năm nữa. Còn những cái gì cần chuẩn bị thì cái đó mình tính sau đi. Và nếu mà chú muốn coi lại một cái chương trình trước đây mà mình nói rất là chi tiết những cái hồ sơ gì để chuẩn bị cho cái hồ sơ với trung tâm visa. Nhớ rằng là khi nó đưa ra cái phần B của cái visa bulletin thì nó cho mình chuẩn bị trước một năm, nó rất là đủ thời gian để chuẩn bị những cái vấn đề giấy tờ bảo trợ tài chính, lý lịch tư pháp và những cái giấy tờ để cho cái lãnh sự quán phỏng vấn. Cảm ơn chú Yu ở California rất là nhiều và bây giờ cho Tuấn đi qua tiểu bang Pennsylvania, thành phố Philadelphia. Cho Tuấn xin mời chú Đức Họa, xin mời chú Đức Họa ở Philadelphia lên tiếng đi chú. Dạ, chào luật sư. Dạ vâng. Dạ, mời. Dạ, luật sư vui lòng cho cháu xin hỏi. Mẹ của cháu là có làm hồ sơ bảo lãnh có làm hồ sơ bảo lãnh mẹ với cháu với em. Ok. Mà cháu đi du học bên đây. Dạ. Bây giờ để cho mình hỏi nha, gì bảo lãnh cho mẹ cháu hồi nào? Dạ, cái ngày nộp hồ sơ là cái ngày 8 tháng 12 năm 2006. Ok, và cái ngày chấp thuận là ngày nào vậy cháu? Dạ, ngày chấp thuận là ngày 31 tháng 8 năm 2010. Và ngày tháng năm sinh của cháu? Dạ, ngày 26 tháng 10 năm 1994. Ok, em kế của cháu, xin lỗi cháu, tên gọi là tên gì? First name của cháu là tên gì? First name là Hòa. Hòa. Cháu có đứa em nào đây không? Dạ không, bà ở đứa em gái ở Việt Nam, cháu là đi học du học ở Pennsylvania. Dạ vâng, em gái của cháu bây giờ là bao nhiêu tuổi? Dạ em mới học hết lớp 12 năm nay. Là bao nhiêu tuổi? Dạ 18 tuổi. 18 tuổi, ok. Cháu còn lưu trì cái tình trạng du học sinh không? Nghĩa là cháu vẫn còn ở đây đúng dạ, theo luật pháp còn không? Dạ. Dạ vâng. Dạ còn okay. Học, đang học, dạ. Cháu còn câu hỏi gì không? Nếu mà không thì chú sẽ nói chuyện về cái chi tiết của cái hồ sơ của cháu. Dạ, cháu xin luật sư vui lòng cho biết là cháu có được ăn theo hay không? Chứ cái ngày đóng tiền là gì của cháu mới đóng tiền cho cái hồ sơ là hồ sơ mở rồi, đóng tiền ngày 12 tháng 7 năm mới vừa rồi. Dạ. Dạ vâng. Ok, cảm ơn cháu rất là nhiều ha. Có gì để mình cố gắng mình nói chuyện và mình sẽ nói chi tiết hơn cho cháu. Ok, cái câu hỏi này nó cũng tương đương giống như là cái câu hỏi đầu tiên của chú Yu ở Cali, nhưng mà nó hơi khác một tí là đây là hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em, nghĩa là người em bảo lãnh cho chị ruột có đứa con là cháu Hòa đang du học ở đây. Cái đó là một. Cái thứ hai là cái khác biệt là đứa con hiện tại bây giờ có đứa con của cái người được bảo lãnh đang ở đây đúng theo luật pháp là du học sinh. Thì nếu mà được ăn theo thì có nên về Việt Nam phỏng vấn hay là phỏng vấn ở đây. Thì bây giờ đây là hồ sơ anh chị em. Ngày ưu tiên là tháng 12 của năm 2006 nha. Cho nên cái hồ sơ này nó chưa có đáo hạn. Nó đang phỏng vấn là tháng 10 của năm 2006. Hồ sơ tháng 12 thì bây giờ nó cho phép chuẩn bị thôi. Nếu mà phỏng vấn thì Tuấn nghĩ nó còn từ 6 cho tới 10 tháng nữa với phỏng vấn. Cái vấn đề chính là Hòa có được ăn theo hay không thì cái đó mình phải áp dụng cái đạo luật bảo vệ trẻ em là C-SPA. Thì C-SPA trong cái tình trạng này là tháng 12 năm 2006 được nộp và tháng 8 của năm 2010 được chấp thuận. Cho nên cái thời gian được cộng là 3 năm 8 tháng.
Cho nên nếu mà mình nói 3 năm, đó là cháu nó được cộng cho tới lúc khoảng 24 tuổi 8 tháng. 24 tuổi 8 tháng. Thì tháng 10 này là cháu nó 25 tuổi. Cháu nó sinh ngày 26 tây tháng 10 năm 94. Cho nên tháng 10 này cháu nó 25 tuổi. Bây giờ tháng 8, nghĩa là bây giờ cái tháng này là 24 tuổi 8 tháng rồi. Xin lỗi. Cái tháng này là 24 tuổi 8 tháng rồi mà cháu nó đã dùng hết cái thời điểm mà C-SPA nó cho phép, mà nó chưa có đáo hạn nữa, nó chỉ có đáo hạn tháng 10 thôi, mà cái hồ sơ này tháng 12, thì mình có thể nói cho cháu Hoàng là cháu không được sự bảo vệ, tại vì 3 năm 8 tháng cộng với 21 là 24 tuổi 8 tháng, thì tháng này là cháu là 24 tuổi 8 tháng, mà cái visa đáo hạn nó chưa tới cho cháu. Nó đang tới tháng 10, hồ sơ của cháu tháng 12 thì cháu không kịp ăn theo. Cho nên không kịp ăn theo thì mình không có đề cập là có về Việt Nam phỏng vấn hay không. Thưa quý vị, đó là cái câu hỏi của một người, của cháu Hòa ở Philadelphia. Bây giờ cho Tuấn gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2019. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2019. Bạn B, Days for Filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ Sở Di trú và đã chuyển tới trung tâm visa. Hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 6 năm 2019. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2014. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 12 năm 2007. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2019. Và chúng ta tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn. Xin mời cô Nga ở Houston. Xin mời cô Nga ở Houston lên tiếng đi cô. Alo. Dạ vâng, dạ, chào cô. Tôi là Nga. Bạc Tiêu, bông thế. New North West Houston. Dạ vâng. Xin nhờ luật sư cho tôi gọi hai câu hỏi. Câu thứ nhất, cho con gái tôi có diện thẻ xanh 2 năm. Bây giờ chuyển qua 10 năm, tiền đã nộp đơn từ ngày 15 tháng 12, 2018. Đến nay, luật sư giúp cho tôi biết khi nào thì có được giấy lăn tay và giấy gia hạn 10 năm. Câu thứ hai, trong khi chờ đợi hồ sơ, nếu con tôi bị đau vì thoái hóa cột sống và chưa có chế độ y tế, thì có thể xin về Việt Nam để chữa bệnh được không? Và chữa được bao nhiêu ngày? Xin luật sư vui lòng giúp cho chúng tôi hai câu hỏi này. Dạ vâng. Cảm ơn cô Nga rất là nhiều. Cảm ơn cô đã chuẩn bị cái câu hỏi cho tôi. Nếu mà cháu nó đang nộp đơn xin đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm từ tháng 10. Dạ, cô có thể cúp điện thoại cho tôi. Nếu mà cháu nó đang nộp hồ sơ xin đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm bắt đầu tháng 12 của năm 2018, thì cái thời gian để cho Sở Di trú nó giải quyết là gần tới 1 năm rưỡi lận cô. Gần tới 1 năm rưỡi, bây giờ mới có được 8 tháng thôi. Cho nên đó là cái lý do tại sao khi mình nộp cái 751, Sở Di trú nhận cái tiền của mình và cho mình cái biên lai. Thì trong cái biên lai có cái gia hạn thẻ xanh 18 tháng cô. Cho nên cháu nó đang có cái thẻ xanh đã được gia hạn thêm 18 tháng. Thì cháu nó cầm cái receipt với cái thẻ xanh của cháu với cái hộ chiếu nếu mà cháu nó cần đi về Việt Nam. Còn cái vấn đề y tế hoặc là quyền lợi thì cho dù là thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm, cái quyền lợi nó cũng được, cũng giống nhau thôi. Cái quyền lợi dưới cái mặt luật di trú nó bằng nhau cô, cho dù là thẻ xanh 2 năm hay 10 năm. Nghĩa là nếu mà người ta được vào cái trợ cấp hoặc là được vào cái chương trình này
cho dù người ta có thẻ xanh 2 năm hay 10 năm nó cũng không có khác biệt cô. Còn lăn tay hay không thì cái sở di trú nó sẽ quyết định. Nhiều khi sở di trú nó có thể nó recycle là sử dụng cái vết tay đợt trước được cô. Còn nếu mà không thì từ từ người ta mới mời đi lăn tay và chụp hình. Giải quyết hồ sơ thì khoảng 1 năm rưỡi là 18 tháng lận cô. Cảm ơn cô Nga Houston rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 5 tây tháng 8 của năm 2019. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.